Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt xin tị nạn tại Brazil để làm bước đệm nhập cư trái phép vào Mỹ và Canada bị chặn nhập cảnh ở sân bay. Ngày 26 tháng 8, BBC cho hay, người di cư Việt Nam kẹt ở sân bay Brazil trong tình trạng báo động. BBC trích dẫn một nguồn tin quốc tế cho biết, hàng trăm người di cư từ Việt Nam, Ấn Độ và Nepal đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế tại Brazil trong nhiều tuần với điều kiện đáng báo động và đây là hình bài trên BBC. Nguồn tin này dẫn lời người phát ngôn của cơ quan luật sư công Brazil tính đến ngày 23 tháng 8, có ít nhất 666 người không có thị thực Brazil đang chờ nhập cảnh vào nước này tại sân bay. Theo BBC, chính phủ Brazil đã ban hành những quy định mới có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 nhằm ngăn chặn dòng người nước ngoài dùng Brazil như một điểm dừng chân để di cư tới Mỹ và Canada. Theo đó, những du khách không có thị thực Brazil mà đang trên đường tới quốc gia khác phải tiếp tục hành trình của mình hoặc quay về quê nhà. Vẫn theo BBC, những người này đang bị giam giữ trong một khu vực hạn chế, nơi họ không thể tắm rửa. Việc đi lại tại đây bị hạn chế khiến việc tìm kiếm thức ăn, nước uống đối với những người này rất khó khăn. Cơ quan luật sư công cho rằng quyền con người của những người di cư này đang bị xâm phạm và sức khỏe của họ thì càng ngày càng yếu đi. Điều quan trọng cần phải tiến hành là cải thiện khẩn cấp điều kiện cho những người này trong thời gian giải quyết vấn đề thi thực của họ. Cơ quan luật sư công cũng thúc giục các cơ quan có thẩm quyền khác tuân thủ luật pháp của Brazil dựa trên nguyên tắc nhân đạo để chấp nhận người tị nạn và không trục xuất họ về lại quê hơn. Và đây là hình hành khách Ấn Độ và Việt Nam đang mắc kẹt tại sân bay quốc tế tại Brazil ngày 23 tháng 8. BBC dẫn bộ an ninh công cộng cho hay Brazil đang chứng kiến sự bùng nổ, lượng khách nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, hạ cánh tại Brazil để quá cảnh trên đường đến Bắc Mỹ. Cũng theo nguồn tin quốc tế trên, những người này đến Brazil nộp đơn xin tị nạn, nói rằng họ bị ngược đãi và đe dọa ở quê nhà. Tuy nhiên, họ lập tức rời Brazil và đi lên phía Bắc ngay khi có thể. Bộ An ninh Công cộng khẳng định rằng, giờ đây những hành khách đến sân bay São Paulo mà không có thị thực Brazil sẽ không được phép ở lại nước này. Tuy nhiên, BBC cho biết không rõ liệu các quy định mới này sẽ áp dụng cho những người nhập cư đã có mặt tại sân bay hay chỉ áp dụng cho những người đến sau khi các quy định bắt đầu có hiệu lực. Mặt khác, các chuyên gia về nhập cư lo ngại rằng các quy định được đề xuất trái ngược với Công ước Người tị nạn năm 1951 của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Brazil đã kêu gọi các quốc gia tiếp nhận những người bị đe dọa ở quê nhà, ngay cả khi họ không có giấy tờ. Nguồn tin quốc tế dẫn lời Jen Yuma, trưởng cơ quan tị nạn của Brazil nói rằng các quy định mới sẽ áp dụng cụ thể cho sân bay và sẽ không làm thay đổi chính sách của Brazil đối với người xin tị nạn. BBC cũng trích dẫn một nguồn tin quốc tế khác cho hay, Brazil từ lâu đã là một quốc gia thân thiện với người tị nạn, cho dù tư tưởng của các nhà lãnh đạo đất nước Mỹ Latin này có thay đổi ra sao chăng nữa. Và đây là hình người Việt Nam băng qua Amazon để di cư tới Mỹ. BBC tiết lộ một báo cáo cho hay, trong những trường hợp xin tị nạn, 17% đã rời Brazil chỉ trong vòng 30 ngày, đa phần đi qua bang AC ở phía tây bắc Brazil giáp với Peru. Tương tự, một phóng sự điều tra của báo chí quốc tế vào tháng 7 năm 2024 cho thấy có những người Việt Nam, Ấn Độ đang băng qua rừng Amazon để di cư tới Mỹ. Tuy nhiên, họ đã phải quay trở lại bang RC sau khi Mỹ siết chặt các chính sách về biên giới. Một nguồn tin cảnh sát cấp cao nói với nguồn tin quốc tế ngày 22 tháng 8 rằng Họ xin tị nạn ở Brazil để tạo một đường lui an toàn. Nếu họ bị bắt tại biên giới Mỹ, họ sẽ bị gửi trả lại Brazil thay vì quốc gia của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt xin tị nạn tại Brazil để làm bức đệm nhập cư trái phép vào Mỹ và Canada bị chặn nhập cảnh ở sân bay. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc để tranh thủ cơ hội toàn cầu. Ngày 23 tháng 8, VOA tiếng Việt bình luận cuộc gặp Tô Lâm, Tạp Cận Bình cho thấy chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc. VOA cho biết, theo các nhà phân tích, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tô Tổng tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược mà Hà Nội dành cho Bắc Kinh khi cân bằng sự thay đổi chuỗi cung ứng của cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 21 tháng 8 rằng ông Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy một thế giới đa cực, bình đẳng và có trật tự cũng như một nền kinh tế toàn cầu hóa có lợi và bao trùm cho tất cả mọi người. Trong chuyến thăm, hai quốc gia đã ra tuyên bố chung nhất trí mở rộng quan hệ song phương, bao gồm cả thương mại. Ngày 19 tháng 8, ông Tập và ông Tô Lâm đã ký 14 văn bản, trong đó có các văn bản về hợp tác công nghiệp và tài chính. VOA nhắc lại, Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023 trong khi Trung Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên mức đó vào năm 2009. Đầu tư từ Trung Quốc và Hồng Kông vào Việt Nam đã vượt quá 8,2 tỷ đô la vào năm 2023 cho hơn 6.600 dự án. Ngược lại, đầu tư từ Hoa Kỳ chiếm 500 triệu đô la trong cùng năm. Tuy nhiên, VOA nhận xét các con số trên có thể thay đổi vì trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành địa điểm hàng đầu cho các công ty Hoa Kỳ khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc di dời chuỗi cung ứng sản xuất của họ khỏi Trung Quốc. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 19 tháng 8. Theo VOA, các công ty Hoa Kỳ đã hành động để bảo vệ chống lại sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là kể từ đại dịch COVID-19, cũng như bảo vệ khỏi các hoạt động kinh tế cưỡng ép của Bắc Kinh mà các nước G7 đã tuyên bố chống lại trong hai năm qua sự thay đổi chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và phương Tây đã thúc đẩy Trung Quốc sắp xếp lại mạng lưới chuỗi cung ứng sản xuất của mình sang Việt Nam. Tuy nhiên, các sản phẩm do Việt Nam sản xuất vẫn có chứa các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc, ngày càng bị Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ. VOA cũng cho biết vào tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ đã xác định rằng các nhà sản xuất tấm pin mặt trời ở các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, đã lách luật thương mại của Hoa Kỳ bằng cách xuất khẩu các sản phẩm có chứa vật liệu với nguồn gốc từ Trung Quốc. Các nhà phân tích nhận định rằng sự phụ thuộc lớn của Việt Nam vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, chẳng hạn như thép, nhựa và linh kiện điện tử quan trọng để sản xuất thành phẩm có thể gây ra rủi ro cho nền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình doanh nghiệp Trung Quốc liên tục công bố dự án trăm triệu đô la Mỹ vào ngành pin năng lượng mặt trời của Việt Nam. VOA dẫn lời ông Shay Wester, giám đốc bộ phận kinh tế châu Á tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á từ Úc cho biết, động lực thương mại này đã làm gia tăng thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc lên 50 tỷ đô la vào năm 2023, tăng gần 50% trong 5 năm qua. Điều này làm nổi bật sự phức tạp của quá trình công nghiệp quá nhanh chóng của Việt Nam, nơi mà sự hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã được thúc đẩy bởi và vẫn gắn chặt với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. VOA cũng nhắc lại, mối quan ngại về nhân quyền có thể tác động đến quyết định của Hoa Kỳ khi từ chối công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Đầu tháng 8 năm 2024, khi đưa ra quyết định chưa đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nền kinh tế phi thị trường, Hoa Kỳ cho biết sự tham gia của chính phủ Việt Nam vào nền kinh tế đã làm biến dạng giá cả và chi phí theo những cách bất lợi cho Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chuỗi cung ứng của Việt Nam nghiêng về Trung Quốc để tranh thủ cơ hội toàn cầu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.